Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem qua đây. Full Bottle Set Gorilla Mon. Vậy thì như tất cả chúng ta đã biết thì năm nay sẽ là một năm siêu tốn kém với hàng trăm các full bottle được tung ra. Và đây chính là sự khởi đầu của nó. Phải nói là một điều tôi thích ở những năm gần đây là các item biến hình lẻ lẻ này được bán trong những cái hộp các tông như này. Thật là hộp các tông mà được bán trong những cái hộp như này. Thế nên là trông nó cũng khá là đẹp và nó có thêm một chút thẩm mỹ đối với sản phẩm. Thì có thể thấy là chúng ta có hai cái chai Best Match ở đây cùng với hình ảnh của Bill Gorilla Mon. Yeah, thật sự thì cũng không phải có gì quá đặc biệt cả. Nhưng mà phải nói là trông cũng khá là đẹp mắt và thu hút. Và nếu mà để trưng bày thì cũng khá là tốt. Vậy thì đó là hộp của sản phẩm này. Hãy cùng nhau lấy hai cái chai nước này ra và xem liệu số tiền chúng ta bỏ ra có xứng đáng không nha. Và đây chính là hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Full Bottle Diamond và Gorilla. Với Full Bottle Gorilla có thể thấy màu chủ đạo là màu nâu cùng với hình ảnh của một con khỉ đột to đùng ở đây. Rất là sáng tạo. Mặt sau với một đống tổ hợp các mấu để gắn vào Build Driver. Tiếp theo là một full bottle mà tôi thấy khá là đẹp. Đó chính là Diamond với màu xanh lương khá bắt mắt và dễ chịu. Cùng với hình ảnh một viên kim cương to đùng ở đây. Nên rất là thú vị phải không? Và mặt sau với tổ hợp các mấu. Tất nhiên là như tất cả các full bottle thì thứ này nó có thể xoay ở đây và gắn ở đây một cách dễ dàng. Và lắc được, tại vì tại sao lại không có chứ, đúng không? Ok, bây giờ hãy thử check qua âm thanh của hai full bottle này trong Build Driver nha. Gorilla! Diamond! Best match! Are you ready? Come on! Và đoàn kết liễu. Ngoài ra bạn có thể kết hợp các full bottle không phải là best match với nhau như là về cơ bản đó là tất cả những gì mà set Full Bottle Gorilla Mon này có thể làm được. Một điều cực kỳ hay ho mà tôi thấy ở dòng sưu tập năm nay đó là tuy đều là các Full Bottle nhưng mà mỗi cái chai nước này đều có một cái hình dáng và màu sắc khác nhau. Nên là nó là một điểm rất là hay ho về mặt thẩm mỹ cũng như là màu sắc thấy là cực kỳ đẹp. Tuy nhiên điểm hạn chế lớn nhất của chúng ta đó chính là với một số tiền bỏ ra cũng không phải là nhỏ. Thì chúng ta chỉ có đúng một âm thanh best match ở hai bottle này. Ngoài ra âm thanh của đoàn kết liễu là giống hệt nhau. Và khi mà tạo ra các cặp mà không phải là best match thì nhạc nó cũng giống nhau. Thế nên là một điểm hạn chế cực kỳ lớn về mặt âm thanh. Và ngoài ra thì thực sự thì với một số tiền đó mà chỉ có được một âm thanh mới thì cá nhân tôi thấy là thực sự không phải là một điểm quá là hay ho. Và đặc biệt là khi mà với năm nay theo như những gì mà tôi được biết thì chiếc Build Driver này chứa ít nhất là 162 âm thanh của các chai nước thì việc sưu tập sẽ khá là tốn kém. Thế nên là thực sự thì nếu như các bạn là một trong những người mà
có một niềm đam mê đặc biệt với các chai nước vì một lý do nào đó, hoặc là thật sự thích những thẩm mỹ đẹp đẽ, những thứ hay ho thì ngoài ra thì nếu như các bạn đang ở những công cuộc tiết kiệm tiền thì có lẽ đây không phải là một sự lựa chọn quá tốt cho các bạn. Thế nhưng mà thật sự phải nói thì trông khá hay ho khi mà xếp hàng các chai nước cạnh nhau phải không? Vậy thì đó là cái nhìn nhanh gọn về hai chai nước này của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên like và subscribe channel của tôi nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những lần review tiếp theo.